Chiều ngày 17 tháng 7, tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định đối với đồng chí Đào Ngọc Hải, sinh năm 1979, thẩm phán sơ cấp, giữ chức vụ phó chánh án và giao phụ trách Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Tham dự buổi lễ về phía thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính, lãnh đạo Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố. Thừa ủy quyền của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Trần Khánh Hồng, ủy viên Ban cán sự Đảng, trưởng phòng tổ chức cán bộ thanh tra và thi đua, khen thưởng Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Dương Văn Bản, sinh năm 1974, thẩm phán trung cấp, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ phó chánh án Tòa án hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, và quyết định điều động ông Đào Ngọc Hải, sinh năm 1979, thẩm phán sơ cấp, phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ đến giữ chức vụ phó chánh án và giao phụ trách Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công. Nhiệm kỳ giữ chức vụ phó chánh án của ông Đào Ngọc Hải theo quyết định số 990. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Ngọc Hải hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.